Xin phép anh em chúng ta vâng chuẩn bị tinh thần để đến với trận đấu chung kết của trận đấu thứ nhất là anh em nhá. Vâng, rửa chim rửa con. Vâng, hai đều anh em nhá, hai đều nhá. Úi dồi ôi, anh Phạm Phương Mai ở Thanh Hóa anh ơi, anh ở chỗ nào ở Thanh Hóa đấy? Ở thành phố luôn à? Đồng Hương.